Ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh đa tình, tuổi xế chiều cô đơn, bệnh tật. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ ngoại hình hào hoa phong nhã cùng giọng hát ngọt ngào, ông chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Từ năm 2019, Vũ Linh ngừng đi diễn do không đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn là qua khỏi. Hiện sức khỏe Vũ Linh vẫn kém, không còn đủ để đi diễn. Ở tuổi 64, Vũ Linh sống kín tiếng và chọn cách lui về hậu trường hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Ông được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Ông sống bình dị trong một ngôi nhà tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Sống cuộc đời nhiều biến động, Vũ Linh từng tâm niệm, trải bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do hoàn cảnh. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội. Con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian. Chính vì điều đó, sau này nam nghệ sĩ đi hát chủ yếu để làm từ thiện. Ông đã xây dựng được 11 mái ấm tình thương dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Lần xuất hiện hiếm hoi của Vũ Linh đầu năm 2022 là lần ông đi làm khách mời show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Trở lại với sân khấu, ông xúc động. 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Sau đó ông được nhiều nghệ sĩ trong đó có đàn em thân thiết Thanh Hằng mời nhưng cũng không thể xuất hiện vì sức khỏe chưa đảm bảo. Ở tuổi xế chiều, dù cuộc sống không vợ không con, nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn có cháu ruột là Hồng Phượng và con nuôi Bình Tinh, Vũ Luân và nhiều thế hệ đàn em yêu thương. Hồi năm 2022, Hồng Phượng cho biết cô đã về ở chung với nghệ sĩ Vũ Linh để tiện chăm sóc cậu ruột. Hồng Phượng cho biết thêm, tài chính của nghệ sĩ Vũ Linh vẫn ổn, dù không đi diễn nhiều như trước. Cô cho hay, cậu cũng có nhà cửa chứ đâu khó khăn chật vật gì đâu. Thêm phần tôi cũng về ở với cậu rồi, nên cũng lo lắng cho cậu được phần nào. Mới đây nhất, nghệ sĩ Bình Tinh, con gái nuôi thân cận với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã chia sẻ với truyền thông rằng sau khi tập trung điều trị bệnh, sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tạm ổn. Tuy nhiên để quay lại sân khấu biểu diễn như trước thì cần thêm thời gian. Bình Tinh cho hay, tôi vẫn theo sát để chăm sóc cho ba. Tôi chỉ mong ơn trên phù hộ để ba Vũ Linh có nhiều sức khỏe quay trở lại biểu diễn, dạy dỗ cho thế hệ con cháu. Bình Tinh không khỏi xúc động khi nhìn thấy nỗi nhớ nghề của Vũ Linh. Cô kể lại, ba thèm được hát, thèm được đứng trên sân khấu. Thậm chí có những ngày ba nằm mơ thấy mình được biểu diễn, nhưng mà lực bất tòng tâm. Vấn đề bệnh tật thì bây giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật. Các cô bác đồng nghiệp đều hướng về ba, mong ba khỏe lại.